Tại nhiều hiệu thuốc, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh như thế này. Điều đáng nói, mỗi lúc có nhà thuốc nào thông báo bán khẩu trang, thì nhiều người lại thức khuya dậy sớm xếp hàng dài với hy vọng mua được một vài hộp khẩu trang. Mặc dù Bộ Y tế cùng các bác sĩ đưa ra khuyến cáo, khẩu trang chỉ là một cách phòng dịch COVID-19 và sử dụng trong một số trường hợp cần thiết, thế nhưng cơn sốt săn lùng khẩu trang vẫn đang diễn ra. Các chuyên gia y tế khẳng định, việc đeo khẩu trang chỉ là một biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh, chứ không phải là biện pháp duy nhất tránh lây nhiễm COVID-19. Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Trường Sơn, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện FV, việc mang khẩu trang sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là tác dụng bảo vệ cho cộng đồng. Bảo vệ cho cộng đồng là gì? Khi tôi bị bệnh, tôi bị ho, thì thay vì tôi ho, tôi phát tán các vi khuẩn ra môi trường xung quanh và có thể lây cho người khác, thì tôi sẽ đeo khẩu trang để bảo vệ, để làm cho tất cả các vi khuẩn khi tôi ho nó sẽ tập trung ở phía trước tôi, nó không phát tán ra ngoài. À, như vậy sẽ bảo vệ cho các bạn xung quanh. Còn cái mục tiêu thứ hai khi đeo khẩu trang là mục tiêu để bảo vệ cho mình. À, khi nào thì bạn bảo vệ cho mình? Khi bạn tiếp xúc với rất là gần với những người bị bệnh mà đang ho, đang sốt, ví dụ vậy. Hiện nay thì tôi thấy các bạn ra đường ra chợ, không chỗ mà cũng không đông người lắm mà các bạn cũng đeo khẩu trang thì như vậy rất là lãng phí. Cái khẩu trang này thì nên dành cho người bệnh. Một người bệnh ho có thể lây cho hàng trăm người. À, nhưng mà nếu trong một cái môi trường cả trăm người đeo khẩu trang mà không có ai bị ho thì cả cái trăm khẩu trang đấy rất là vô nghĩa. Để vui lòng dành cái khẩu trang đó dành cho người bị bệnh. À, trong cái tình trạng mua hàng khan hiếm rồi mọi thứ đội giá thì cái khẩu trang dành cho người bệnh nó thiết thực hơn rất là nhiều. Một khẩu trang dành cho người ho thì còn kho khẩu trang dành cho người đang bị bình thường. Hiểu đúng về virus COVID-19 là cách để bảo vệ bản thân và chia sẻ trách nhiệm y tế cộng đồng.